Hi các bạn, hôm nay mình làm cái video này à, đây cũng là một cái video lâu rồi, đây là Tết của năm 2021 nha các bạn. Thì năm nào đây là hai năm liên tiếp mà mình làm mấy chị em mình tổ chức nấu ăn để đón trước giao thừa. Thì năm nay do dịch cúm cho nên là hai bé cũng không có về Việt Nam mà lại xin ăn Tết cho tụi mình. Thì Tết năm nào thì tụi mình cũng có đặt cái chị người quen nấu ăn nha các bạn. Mình chỉ là một số món sơ sơ như luộc tôm hay là trang trí thôi, còn những cái món ăn như các loại canh nè, canh hũ qua nè, rồi gà luộc nè hay mì xào, tất cả thì đều là mình đặt. Và có điều đặc biệt ở đây là chị mình làm nè, như là chân sắp xếp hoa quả nè hay là cắm hoa cho mẹ nè. Thì tất cả những cái này là chị của mình làm. Thì năm nào chị của mình cũng mua trái cây về lại, rồi chị mình tự sắp xếp lên trên bàn thờ của má rồi đó. Đây cái loại hoa này chị cắm cũng nửa tiếng trời mới xong đó các bạn, và như mình cũng nhìn cũng rất là đẹp. Thì chỉ có dịp Tết hoặc là đám giỗ mẹ thôi thì mình mới làm những cái cắm hoa và chưng trái cây thôi, còn bình thường thì mình không có làm. Đây và chị mình đây. Thì đây là 2 năm mà mình dọn ở riêng, không có thuê trong nhà chủ mà tự mình trong thân nguyên một căn nhà, cho nên mình thoải mái hơn, mình có thể làm được những cái gì mà mình thích hơn. Ví dụ như đó, các bạn thấy nguyên cái bàn ăn này đó là mình hai chị ba mấy chị em mình làm đó. Rồi trước giao thừa nè thì mình quay cảnh xung quanh của nhà mình trước giao thừa. Ở đây là những cái giây phút mà gần đến giao thừa nha các bạn. Thì mình có quay, đây là nhà mình có 3 chiếc xe đạp cho 3 cho 4 chị em đi nè. Một chiếc xanh, chiếc trắng thì của hai bé chuyên lấy đi làm hoặc là đi tập thể dục, còn mình thì làm mình lâu lâu thì mình lấy cái xe màu đỏ của chị mình chạy thôi. Đó, đây là cái khung cảnh trước giao thừa của nhà mình. Thì đây là các hộp như là mandarin á, trái quýt rồi đó. Rồi đây là sau khi mà mình đã ăn rồi đó, thì mình còn đây là cái quang cảnh mà mình đã ăn khoảng lúc 6 giờ. Và mình quay cái lúc này là lúc 12 giờ, trước 12 giờ nha, khoảng 11 giờ mấy đó. Đây là cái bàn thờ của mẹ mình nha. Thì ngày xưa mình ở ngoại thì mình không có làm như là cắm hoa hay là chưng trái cây cho mẹ. Chỉ có 2 năm gần đây thì mình mới làm thôi. Còn những bánh chưng, bánh tét thì mình mua người ta sẽ giao tới tận nhà. Thì nói chung là bên sinh đầy đồ Việt Nam mình bây giờ rất là đa dạng nha các bạn. Đây là cái bé mà ở trong nhà với mình, đây là bàn làm việc của mình nha các bạn. Đó, bàn làm việc của mình trước giao thừa. Và đây là phòng ngủ của hai chị em mình. Đó, thì đây là cái cảnh mà trước giao thừa của nhà mình đó các bạn.